Những đứa trẻ mệt mỏi, xơ xác khi cùng bố mẹ đi hơn 1.000 km về quê tránh dịch COVID-19. Hàng ngàn người đã chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê Nghệ An để tránh dịch COVID-19 trong những ngày qua. Trong đó có không ít cháu bé còn nhỏ tuổi. Sáng sớm, từng tốp người đi xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau, nối đuôi nhau vượt qua cầu Bến Thủy, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh miền Nam thất nghiệp nhiều tháng qua, kéo nhau về quê tránh dịch. Khi tới chốt kiểm soát ở cầu Bến Thủy 1, tất cả đều phải dừng lại đo thân nhiệt, khai báo y tế. Sau khi hoàn thành, họ được cán bộ tại đây cho tiếp tục hành trình và không quên căn dặn về trạm y tế xã ở quê khai báo cách ly theo quy định. Anh Lầu Bá Hà, 32 tuổi, trú xã Nậm Càng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, giúp vợ soạn sửa lại chiếc chăn dùng để buộc cầu con trai mới 7 tháng tuổi lên người vợ. Đoàn của anh xuất phát từ tỉnh Đồng Nai từ ngày 26 tháng 7. Lúc đầu, đoàn có gần 50 xe. Tuy nhiên, khi đi được nửa chặng đường thì nhóm của anh Hà chỉ còn lại 7 xe. Đoàn 7 xe máy của anh Hà gồm 7 gia đình, trong đó có những cặp vợ chồng phải đèo nhau hai cháu nhỏ, có cháu thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi. Bọn em do có con nhỏ nên không chạy nhanh, lại phải thường xuyên nghỉ để tránh bớt nắng cho cháu nên đi chậm hơn, anh Hà nói. Trong lúc các ông bố đang khai báo y tế, những đứa trẻ được lực lượng trực ở chốt kiểm soát mang sữa, bánh mì cho ăn. Mệt nhòe sau chuyến hành trình dài, những đứa trẻ đang tuổi hiếu động chẳng còn thiết trêu đùa nhau, chỉ còn một tay ôm chân mẹ, một tay cầm hộp sữa. Chị Sông Y Bi, 27 tuổi, trú xã Nậm Càng, huyện Kỳ Sơn nói, tội con lắm, chứ không có cách gì khác, ở lại thì không trụ được nữa vì hết tiền rồi. Theo chị, ăn uống dọc đường không phải là vấn đề lớn, mà cực nhất là tìm được chỗ nghỉ ngơi, nhất là khi có con nhỏ đi cùng. May mà về đến đây rồi, còn khoảng 300 km nữa là chúng tôi sẽ được về nhà, Bi hồ hởi nói. Một cán bộ tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1 cho biết, những ngày qua, trung bình mỗi ngày có trên 100 xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Những người này phần lớn là lao động từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê tránh dịch. Anh Nguyễn Di Cương, bí thư đoàn phường Bến Thủy, thành phố Vinh, người trực chốt ở cầu Bến Thủy chia sẻ. Rất nhiều người đi xe máy từ các tỉnh miền Nam chở theo con nhỏ về quê. Sau khi khai báo y tế, chúng tôi hướng dẫn bà con về trực tiếp trạm y tế xã mà không về nhà để thực hiện việc cách ly theo đúng quy định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.